Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Hội điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của điện Việt Nam. Ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với mọi người những cái thông tin xoay quanh bộ cầu dao đảo chiều 3 pha. Đây nhé mọi người này. Đây là bộ cầu dao đảo chiều 3 pha dùng cho hạ thế nhá, không phải trung thế nhá. Đây, bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết để cho mọi người. Đầu tiên đấy, đây là cái nắp của nó, sẽ là cái phần mà hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này. Tiếp theo đến mọi người nhìn đây này. Đây. Cầu dao đảo chiều tức là nó sẽ có nguồn 1, nguồn 2. Đấy, nguồn 1, nguồn 2. Và đây đây có cái tay quay. Đây là cái thiết bị mới tinh luôn. Thì đây là cái tay thao tác nhá, tay thao tác. Thế còn bây giờ các bạn mà muốn muốn mở được cái hộp cầu dao đảo chiều ra thì các bạn ấn cái nẫy này, để mọi người đấy, bạn thấy không? Ấn cái nẫy này xuống. Đấy. Đây, ấn xuống này. Đấy là bạn mở được. Thế còn nếu không ấn đúng là nó sẽ gài vào, nó sẽ gài cái móc này. Đây nhá, nó sẽ gài cái móc này vào mấy cái này là bạn sẽ không mở được cái cửa này ra đâu nhá. Đấy. Đây. Thì nhìn mọi người nhìn vào sơ đồ này, nó sẽ có nguồn 1, đấy, nguồn 1, nguồn 2 và cái ba này là chính là ra tải. Đấy. Đây nguồn 1. Cáp hoặc là thanh cái sẽ đi vào đây. Khi mà các bạn dùng ấy thì các bạn sẽ đục cái này ra nhá, đục cái lỗ này ra, nhớ là đục cái lỗ này ra thôi chứ đừng có vứt hẳn cái đèn này nhá. Vứt hẳn cái đèn này ra là nó sẽ không có cái cách điện với vỏ đâu. Khi mà các bạn sử dụng, tí nữa các bạn xem cái hướng dẫn lắp đặt của nó cũng có nói, thì các bạn chú ý là với đối với cáp thì nó sẽ có cái lớp vỏ bọc bên ngoài là cách điện. Thế nhưng mà với thanh cái thì không có, là chúng ta sẽ phải xảy ra cố thêm cho cái phần cách điện thanh cái để tránh cái trường hợp thanh cái nó cọ vào cái thành tủ này. Thành tủ này là kim loại dẫn điện. Nên là mọi người đừng có bóc cái đen này đi nhá, đừng có bóc cái đen này. Chỉ có đục lỗ này thôi, đục lỗ cái đen này thôi nhá. Cái đen này là cao su cách điện. Đây mọi người có thể coi cái này là nguồn 1 cũng được, cái này là nguồn 1 cũng được. Cái này nguồn 1 thì cái này là nguồn 2, cái này nguồn 2 thì cái này là nguồn 1. Và cái giữa này là ra tải nha mọi người nha. Đây, cho mọi người xem. Mình nhắc lại là cái bộ này chỉ dùng cho hạ thế nha, không dùng cho trung thế đâu. Bên này là hướng dẫn sử dụng. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn đọc kỹ. Ở trong hướng dẫn sử dụng này nó có 5 mục cộng với một cái phần chú ý. Thì mọi người chú ý là cho mình là khi chỉ mở lắp cầu dao khi được kéo nẫy nhà chốt cài. Đấy. Đây. Đây chính là cái chốt cài này. Đấy. Mọi người phải kéo nẫy nhá. Đấy, kéo cái nẫy này. Đấy. Đấy. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng. Đầu tiên là cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc thì mọi người để ý giúp mình đây. Thứ nhất đó là không có khí ăn mòn kim loại và phá hủy cách điện. Cái thứ hai là không có bụi dẫn điện. Cái thứ ba là nhiệt độ môi trường không quá 40 độ C, độ ẩm không quá 98% ở nhiệt độ 25 độ C. Đấy. Mọi người chú ý ba cái điều kiện này, ba cái điều kiện này để làm gì? Để nó nhằm cái mục đích là vận hành cái thiết bị này được an toàn và cái tuổi thọ được kéo dài nhé, đúng không? Với hai nữa là nó sẽ không gây nguy hiểm trong cái quá trình mà chúng ta vận hành và sử dụng. Tiếp nữa là vị trí lắp đặt. Cái điều quan trọng thứ hai mà mọi người cần lắp tới nó là vị trí lắp đặt. Vị trí lắp đặt thì có thể lắp đặt theo vị trí phương thẳng đứng hoặc phương nằm ngang. Đấy mọi người thấy không? Nhà sản xuất họ hướng dẫn là có thể lắp đặt theo phương thẳng đứng hoặc phương thẳng ngang. Nhiều anh em nói là cái bộ cầu dao đảo chiều này chỉ lắp được phương thẳng đứng, đó là không đúng nha mọi người nhá. Bây giờ mọi người đã có thể lắp được phương thẳng đứng. Đây, thẳng đứng từ trên xuống dưới hoặc là nằm ngang như thế này nhé. Nằm ngang như thế này còn nằm ngang, còn từ trên dưới là thẳng đứng. Đấy. Đế được bắt chặt bằng 4 bu lông. Đấy, cái đế này, mọi người để ý cái đế này, những cái vị trí này được bắt chặt bằng những cái bu lông. Đấy, bu lông của chúng ta có thể bắt chặt hoặc là chúng ta có thể sử dụng những bu lông ngoài. Đấy, để chúng ta bắt vào. Tiếp nữa là dây dẫn đấu vào cầu dao có thể dùng dây cáp hoặc thanh cái đồng trần có đủ tiết diện dẫn điện. Đấy, dây cáp nhá, như vừa mình nói rồi, cáp hoặc là thanh cái có thể xuyên qua đây. Nhưng mà phải đủ đủ tiết diện nhá, đủ tiết diện để sử dụng.
Nếu là dây cáp phải có đầu cốt và tiết diện tương ứng. Đấy, phải có đầu cốt và tiết diện tương ứng để chúng ta đấu vào đây này. Đấy. Đấu vào các cực này. Nếu là thanh cái đồng, nếu là thanh cái đồng đầu vào, đầu ra khi đấu phải băng cách điện kín chống chạm chập với vỏ dao cái ly. Đấy. Thế mọi người để ý nè. Khi mà chúng ta đục cái này rồi, cái lớp này đã là lớp cách điện rồi. Thế nhưng mà buộc là chúng ta sẽ phải gia cố thêm, bởi vì thanh cái là nó không có, thanh cái là nó không có cái phần cách điện, nên chúng ta phải gia cố thêm bọc cách điện vào, không để nó tránh nó chạm chập vào cái thành vỏ này nhá. Đấu dây vào cầu dao theo sơ đồ đấu. Đây sơ đồ đấu nối đây. Đây có nguồn 1, nguồn 2 và cái ở giữa này, R3 này chính là tải. Đây, tải đây. Nguồn 1, nguồn 2. Đấy. Vỏ cầu dao được nối với hệ thống tiếp địa. Nhớ nhá mọi người nhá, cái hệ thống tiếp địa là cực kỳ an toàn, là cái cực kỳ quan trọng. Nên là mọi người đấu giúp mình là cái hệ thống tiếp địa với cái vỏ của cái hộp này. Đây mọi người có thể đấu tiếp địa vào đây này. Đấy. Đấy mọi người thấy không? Đây đây. Đấu tiếp địa ở đây nhá. Kiểm tra nào. Kiểm tra các đầu dây cầu dao hộp đảo chiều phải được bắt chắc chắn. Các bu lông bắt vào dây đủ chặt. Hộp đã có tiếp địa. Thử cầu dao phải đóng cắt nhẹ nhàng và dứt khoát nhé. Cái này là phải đóng cắt nhẹ nhàng và dứt khoát. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp là anh em thao tác vừa vừa sợ. Đấy, vừa thao tác vừa sợ, thành ra là thao tác nó không dứt khoát. Không dứt khoát sẽ dẫn tới là nó kẹt. Nhiều anh em là vừa thao tác vừa sợ nên thành ra là thao tác nó không dứt khoát. Không dứt khoát nó dẫn tới là nó kẹt cơ khí. Có thể là cái lưỡi chém này nó không chém vào đúng vào cái khe này. Đấy, nó bị lệch ra. Thì cái đấy anh em sửa cũng rất dễ thôi, không có vấn đề gì phức tạp đâu nhá. Nếu mà anh em nào mà cần mình hỗ trợ về sửa thì anh em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0966 056 984 của Hội Điện Việt Nam nhá. Tiếp theo, kiểm tra là sau khi kiểm tra đạt yêu cầu đấu nối vào nguồn điện thì mới đấu nối vào nguồn điện này. Cầu dao đóng điện khi đã đẩy ở vị trí đóng, tức là phải đưa cái tay cần này nó về vị trí đóng ở phía trên này. Đấy, và vị trí mở là vị trí ở giữa, đóng là hai phía đầu trên này và mở là vị trí giữa cái cần thao tác ấy. Đây cái cần đây này, đây cho mọi người sử dụng này. Thay thế và sửa chữa cầu dao hộp chỉ được bảo hành và sửa chữa miễn phí khi sai hỏng do nhà sản xuất và kèm theo giấy bảo hành sản phẩm. Đây mọi người chú ý cái đấy, nếu mà chúng ta bị hỏng trong quá trình là do người sử dụng, tức là do người sử dụng chưa biết cách sử dụng cái cầu dao này thì nhà sản xuất họ sẽ không bảo hành cho đâu, nên là anh em dùng thì anh em chú ý cái chỗ phần này nhá. Ok, đấy là cái chia sẻ của mình về cái bộ cầu dao đảo chiều 3 pha. Đây là phần cầu dao đảo chiều 3 pha vận hạ thế. Anh em nào mà làm cái chia sẻ của mình bổ ích, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye anh em nhá. Chào tất cả mọi người, video này sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm kênh YouTube của Điện Việt Nam. Chúng ta có thể tìm kiếm trên Google hoặc trên YouTube. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa là Điện Việt Nam, ấn Enter và tìm đến kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ấn đăng ký và nhớ là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam nha.